Chuyện liền. Tuyết Liên, muộn thế này rồi, cô đừng ấy còn đi ra ngoài đó để làm gì vậy? Nghe mẹ đại ca nói, mật thất đó có lẽ ở trong nhà của Giả Kim Thị. Yêu nhân nhà ngươi sẽ có thể trốn khỏi pháp nhãn của ta. Tuyết Liên đâu? Tuyết Liên. Tuyết Liên. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Phú Quý đại ca, nửa đêm nửa hôm huynh khiêng người già về làm gì? Cũng đâu có ăn được đâu. Tuyết Liên, không thấy Tuyết Liên đâu cả. Sao? Không thấy Tuyết Liên đâu cả. Đấy, lẽ nào? Lẽ nào tôi nhìn thấy cô ấy đi xuống núi, tôi liền đuổi theo. Nhìn thấy cô ấy bị con quái vật đó biến thành như thế này rồi. Tuyết Liên tỷ tỷ, sao tỷ không trả lời đệ đi? Trả lời đệ đi mà. Tuyết Liên tỷ tỷ, sao tỷ không trả lời đệ? Sao tỷ im lìm thế? Việc đã đến nước này, có đau lòng cũng không ít gì đâu. Tuyết Liên chính vì muốn đi tìm thức ăn cho mọi người, cho nên mới... Chúng ta không được phụ lòng muội ấy, cần phải nhanh chóng tìm được lương thực. Nếu không, sẽ có thêm nhiều người khó tránh khỏi tai kiếp này. Không, sẽ có thêm nhiều người khó tránh khỏi tai kiếp này.
Các Quỳnh nói đi, Tuyết Liên tỷ hiền lành như thế, không biết vì sao lại là tỷ ấy. Người hôm qua bị biến thành thế này, nếu là tôi thì tốt biết mấy. Phú Quý, Quỳnh tỉnh táo lại đi. Tỉnh táo lại đi mà. Quỳnh đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Quỳnh vẫn là người rành dùng đất này nhất. Chúng ta đi tìm lại thử xem, không chừng có gì đó có thể ăn được đi. Mỹ đại ca, Tiểu Ngư Nhi, ở bên Tinh Hổ, để nhất định phải khuyên Quỳnh ấy bớt đau buồn. Đau buồn cũng không có tác dụng gì đâu. Tuyết Liên tỷ tỷ, để nhớ tỷ. Mệt chết đi được đi, tìm cả buổi trời cũng không tìm được thức ăn nữa. Ta chịu hết nổi rồi, phải nghỉ ngơi một lát thôi. Quỳnh xem đi, khắp nơi đều là đá. Quỳnh nói đi, nếu đá này có thể biến thành bánh bao thì tốt biết mấy. Tốt quá, tốt quá. Trời không tuyệt đường có người, ta đã nghĩ ra cách tiêu diệt con ma vàng được rồi. Nào, quay về, mau lên, mau lên. Bốn người chúng ta phân công, ta phụ trách đến đó dụ con ma vàng đến đây. Còn Phú Quý, Quỳnh nắp sau bụi cây, Quỳnh phụ trách cắt đứt đường đút lui của con ma vàng. Tiểu Ngư Nhi, để nắp bên đó. Con ma vàng vừa đến, ta sẽ hét to một tiếng. Sau đó, đệ sẽ la to báo cho Tinh Hổ biết, đẩy tảng đá phía trên xuống. Lúc đó ta sẽ dụ con ma vàng đến đây. Tiểu Ngư Nhi, đệ lại báo cho Tinh Hổ biết đi, dùng tảng đá to đè chết hắn. Con ma vàng sẽ hắn sẽ mất mạng. Đây, con ma vàng chưa? Mau đến đây. Muốn biến ta thành vàng phải không? Lại đây, đuổi theo ta đi. Đuổi theo ta đi. Lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây, nhanh lên. Lại đi, sẽ chút nữa thôi. Hey,
Đừng mà. Đừng mà. Mặc kệ đi. Đừng mà. Người cũng đừng đi. Đừng. Đừng mà. Cẩn thận. Mẹ Tuấn Phi. Tôi hỏng rồi. Phúc Quý, mau chạy đi. Phúc Quý đại ca. Cẩn thận. Tiểu Ngư Nhi, mọi người chạy đi. Đừng lo cho ta. Ta e là không xong rồi. Hãy thay ta chăm sóc A Hoàng nhé. Phúc Quý. Phúc Quý đại ca. Khê Ngọc. Ta không thẳng chính, đứng lên đi Phú Quý, ban tự lực cho người đánh bại con ma vàng, mau đến Dược Dương Sơn. Để ra Phú Quý đại ca chính là hóa thân của con Giáp Châu. Tinh Hổ, đánh ra. Tinh Hổ, mau dùng hỏa quyền của huynh tấn công đi. Nè, không sao chứ? Đã đến lúc chúng ta tính sổ rồi. Quả nhiên là tên tâm đen nhà ngươi biến thành. Ta xem sau này chứ còn dám nữa không. Tuyết Liên. Nè, đi đâu vậy? Tuyết Liên, mũi ở đâu vậy? Tuyết Liên. Tiêu Hổ ca. Tuyết Liên. Tiêu Hổ ca. Tiêu Hổ ca, bộ giống như đã trải qua một cơn ác mộng vậy. Bộ không còn được gặp huynh nữa chứ. Không sao, đã qua hết rồi. Đã qua rồi mà. À, đầu ngốc này. Lần sau bộ còn dám không nghe lời nữa, tự mình quyết định, tự ý làm càng như vậy, ta sẽ không tha cho mũi đâu, biết chưa? Sao ít vậy? Đi. Người tiếp theo. Cho nhiều chút đi mà. Sao ít quá vậy? Người định làm gì? Để ta.
Cảm ơn nhé. Cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu, không cần cảm ơn. Dạ Kim Thị nè, đừng có tiếc nữa. Bố thí mà như vậy hả? Ta nói với ngươi, đây là do ngươi tự quyết định cơ mà. Không.